Phẩm tánh Như Lai, phẩm thứ tư, phần 2. Lúc ấy Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, như Phật có dạy rằng chư Phật Thế Tôn có tạng bí mật, nghĩa ấy chẳng đúng. Tại sao vậy? Chư Phật Thế Tôn chỉ có mật ngữ mà thôi, chứ không có mật tạng. Ví như một hình nhân điều khiển bằng máy móc, tuy người ta thấy được hình nhân ấy co lại duỗi ra, cúi xuống ngẩng lên, nhưng chẳng ai biết được bên trong có những gì làm ra như vậy. Phật Pháp không phải như thế, hết thảy chúng sanh đều được thấy biết. Như vậy, sao lại nói rằng chư Phật Thế Tôn có tạng bí mật? Phật khen Bồ Tát Ca Diếp rằng: lành thay thiện nam tử, đúng như lời ông nói, Như Lai thật chẳng có tạng bí mật. Tại sao vậy? Ví như vầng trăng thu tròn sáng, hiện rõ giữa không trung, trong trẻo không bị che lấp, ai nấy đều trông thấy. Lời dạy của Đức Như Lai cũng vậy, hiển nhiên rõ rệt, trong sáng không che lấp. Kẻ ngu si không hiểu, cho rằng đó là bí mật, che giấu. Người trí thông suốt, không gọi đó là che giấu. Thiện nam tử, ví như có người kia, chứa chữ vàng bạc nhiều đến vô số. Người ấy có lòng keo lợn, không chịu bố thí, và giúp đỡ kẻ bần cùng. Của cải tích tụ như vậy mới gọi là bí mật che giấu. Như Lai chẳng phải như thế. Trong vô số kiếp đã tích tụ vô số chân bảo là diệu pháp, nhưng lòng không hề keo lợn, thường bố thí cho tất cả chúng sanh, sao có thể gọi là tạng bí mật của Như Lai? Thiện nam tử, ví như có người kia thân thể và các giác quan chẳng đầy đủ, hoặc thiếu một mắt, một tay, một chân, vì xấu hổ người ấy không để cho người khác thấy được chỗ thiếu sót của mình, vì không để người khác thấy nên gọi là che giấu. Như Lai chẳng phải như thế, chánh pháp của Ngài vốn đầy đủ không thiếu sót, đều khiến cho mọi người thấy được, sao có thể gọi là tạng bí mật của Như Lai? Thiện nam tử, ví như kẻ nghèo kia thiếu nợ người ta rất nhiều, người ấy sợ chủ nợ trốn lánh không muốn lộ hình, cho nên gọi là che giấu. Như Lai chẳng phải như thế, chẳng hề thiếu nợ pháp thế gian của hết thảy chúng sanh, dù có nợ pháp xuất thế của chúng sanh, nhưng không hề giấu giếm. Tại sao vậy? Đối với chúng sanh, Ngài thường bình đẳng thương yêu như con một của Ngài, nên vì chúng sanh mà giảng thuyết pháp vô thượng. Thiện nam tử, ví như một trưởng giả có nhiều của cải và chân bảo, nhưng chỉ có một đứa con. Ông ta rất thương con, chẳng muốn xa rời. Bao nhiêu chân bảo đều chỉ cho con biết hết. Như Lai cũng thế, xem chúng sanh để như con một của Ngài, nên không có sự che giấu. Thiện nam tử, ví như người đời cho rằng nam căn và nữ căn là đáng xấu hổ, là thô tục, dùng y phục mà phủ kín nên gọi là che giấu. Như Lai chẳng phải như thế, đã dứt hẳn những căn ấy, vì không có những căn ấy nên không có gì phải che giấu. Thiện nam tử, ví như hàng Bà La Môn, trong khi nói năng đàm luận chẳng hề muốn cho hàng Sát Lị Tỳ Xá Thủ Đà được nghe. Vì sao vậy? Vì trong việc đàm luận của họ có chỗ tội lỗi xấu xa. Chánh pháp của Như Lai chẳng phải như vậy, từ đầu đến cuối chỉ toàn là những điều lành, vì vậy nên không thể gọi là tạng bí mật. Thiện nam tử, ví như người trưởng giả chỉ có một đứa con, lòng thường nghĩ nhớ đến và rất thương yêu. Ông mang con đến trường nhờ thầy dạy học, rồi ông sợ con chậm thành tài, liền mang trở về nhà. Vì lòng thương con, ngày đêm ông ân cần dạy cho những điều sơ học, nhưng không dạy luận Tỳ Già La. Tại sao vậy? Vì nó còn non nớt, chưa đủ sức học luận ấy. Thiện nam tử, như khi vị trưởng giả dạy con những điều sơ học rồi, đứa con ấy liền có thể hiểu rành luận Tỳ Già La hay chăng? Bồ Tát Ca Diếp thưa: Bạch Thế Tôn, không hiểu. Phật hỏi: Như vậy vị trưởng giả ấy có chỗ che giấu với con chăng? Bồ Tát Ca Diếp đáp: Bạch Thế Tôn, không có. Vì sao vậy? Vì đứa con còn nhỏ tuổi, cho nên ông ấy không thuyết dạy, chứ không phải vì muốn che giấu, tiếc giữ mà chẳng dạy. Như có lòng ganh ghét keo lợn mới gọi là che giấu, Như Lai không phải như thế, sao có thể gọi là tạng bí mật của Như Lai? Phật dạy: lành thay thiện nam tử, đúng như lời ông nói, nếu có lòng giận hờn ganh ghét keo lợn mới gọi là giấu giếm, Như Lai không có lòng giận hờn ganh ghét, sao có thể gọi là che giấu? Thiện nam tử, vị trưởng giả ấy ví với Như Lai, đứa có một ấy ví như tất cả chúng sanh. Như Lai xem tất cả chúng sanh đồng như con một của Ngài, dạy dỗ đứa con một ấy, tức là Như Lai khuyên dạy hàng đệ tử Thanh Văn những điều sơ học ví như chín bộ kinh điển, Tỳ Già La luận ví như kinh điển Phương Đẳng Đại Thừa.
Vì hằng thanh văn chưa đủ trí tuệ nên Như Lai chỉ dạy những điều sơ học, tức là 9 bộ kinh điển, nhưng không thuyết dạy luận Tỳ Giá La là những kinh phương đẳng đại thừa. Thiện nam tử, như vị trưởng giả ấy, đến khi người con đã lớn khôn đủ sức đọc hiểu, nếu chẳng thuyết dạy luận Tỳ Giá La mới gọi là che giấu. Cũng vậy, nếu hằng thanh văn đủ sức nhận lãnh kinh điển đại thừa mà Như Lai tiếc giấu không thuyết dạy, như vậy mới có thể nói rằng Như Lai có tạng bí mật. Như Lai chẳng phải vậy, cho nên chẳng có tạng bí mật. Như trưởng giả ấy đã dạy cho con những điều sơ học rồi, kế đó mới vì con mà giảng giải luận Tỳ Giá La. Này ta cũng thế, ta dạy cho các đệ tử những điều sơ học rồi, tức là 9 bộ kinh điển, kế đó mới vì các đệ tử mà diễn thuyết luận Tỳ Giá La, tức nghĩa Như Lai thường tồn không biến đổi. Lại nữa, thiện nam tử, ví như trong những tháng mùa hạ, trời kéo mây đen và sấm sét rồi đổ mưa lớn, khiến người làm ruộng gieo giống gặt hái được nhiều. Nhưng người không gieo giống thì không có gì để gặt hái, họ không có gì để gặt hái. Đó chẳng phải lỗi ở thời tiết, mà thời tiết không có gì gọi là che giấu. Này Như Lai cũng vậy, đổ cơn mưa pháp lớn là kinh đại niết bàn. Những chúng sanh nào gieo giống lành sẽ gặt hái được mầm trí tuệ, quả trí tuệ. Những ai không gieo giống lành ắt không thu hoạch được gì cả, họ không thu hoạch được gì, đó không phải lỗi của Như Lai. Như vậy Như Lai thật không có gì gọi là che giấu. Bồ Tát Ca Diếp lại bạch: Này con biết chắc rằng Như Lai Thế Tôn không có gì là bí mật che giấu, nhưng như Phật vừa dạy luận Tỳ Giá La đó là ví với nghĩa Phật Như Lai thường tồn không biến đổi thì nghĩa ấy không đúng. Vì sao vậy? Vì trước kia Phật có thuyết kệ rằng: Chư Phật và duyên giác với hết thảy đệ tử còn bỏ thân vô thường, huống chi kẻ phàm phu. Này Phật lại dạy là thường tồn không biến đổi, nghĩa ấy là thế nào? Phật dạy: Thiện nam tử, ta vì tất cả đệ tử thanh văn mà dạy những điều sơ học nên mới thuyết kệ ấy. Thiện nam tử, khi mẹ vua Ba Tư Nặc mạng chung, vua khóc kể luyến mến không tự kiềm chế được, tìm đến chỗ ta. Ta hỏi vua rằng: Đại vương, tại sao lại buồn khổ áo não đến thế? Vua đáp: Thế tôn, hôm nay mẹ tôi vừa mất, giá như có ai làm cho mẹ tôi sống lại được, tôi sẽ đem cả đất nước này cùng với voi ngựa, 7 món báu và cả thân mạng tôi mà đền đáp. Ta liền bảo vua rằng: Đại vương, chớ nên sầu não buồn đau khóc kể. Tất cả chúng sanh khi thọ mạng đã hết thì gọi là chết, chư Phật duyên giác và hàng đệ tử thanh văn còn bỏ thân này, huống chi kẻ phàm phu. Thiện nam tử, vì ta dạy những điều sơ học cho vua Ba Tư Nặc nên mới thuyết bài kệ ấy. Nay ta lại vì hàng đệ tử thanh văn mà thuyết dạy nghĩa chân thật như luận Tỳ Giá La, tức là nghĩa Như Lai thường tồn không biến đổi. Nếu ai nói rằng Như Lai là vô thường, làm sao người ấy lại chẳng bị thụt lưỡi? Ca Diếp lại thưa: Như Phật có thuyết kệ rằng: Không chứa giữ chi cả, biết đủ trong ăn uống, như chim giữa không trung, dấu chân chẳng thể tìm. Nghĩa ấy là thế nào? Bạch Thế Tôn, ở trong chúng này ai có thể gọi là người không chứa giữ chi cả? Ai có thể gọi là người biết đủ trong việc ăn uống? Ai có thể đi giữa không trung chẳng để lại dấu vết, và đi như thế sẽ đến nơi nào? Phật dạy: Ca Diếp, nói chứa giữ đó là nói vật quý báu. Thiện nam tử, có hai loại chứa giữ, một là hữu vi, hai là vô vi. Chứa giữ hữu vi tức là hạnh thanh văn, chứa giữ vô vi tức là hạnh Như Lai. Thiện nam tử, tăng cũng có hai hạng, hữu vi và vô vi. Tăng hữu vi tức là hàng thanh văn. Tăng thanh văn không chứa giữ nô tỳ những vật phi pháp, kho lẫm, lúa thóc, muối tương mẻ đậu. Nếu ai nói rằng Như Lai cho phép hàng thanh văn nuôi chứa tồi trai tớ gái, những kẻ hầu hạ những vật như vậy, người ấy ắt phải bị thụt lưỡi. Những đệ tử thanh văn của ta đều là người không chứa giữ chi cả, và cũng là người biết đủ trong việc ăn uống. Nếu ai tham ăn thì gọi là chẳng biết đủ, ai không tham ăn mới được gọi là biết đủ. Người khó tìm thấy dấu chân ắt là đã đến gần đạo Bồ Đề vô thượng. Ta nói rằng người ấy dù có đi mà chẳng có đến. Ca Diếp lại thưa rằng: Như hạng tăng hữu vi còn chẳng có chứa giữ, huống chi là hạng tăng vô vi. Tăng vô vi tức là Như Lai, làm cho Như Lai lại có chỗ chứa giữ? Nếu là chứa giữ gọi là che giấu, cho nên sự thuyết giảng của Như Lai không hề có sự keo lận, sao lại gọi là che giấu? Dấu chân không thể tìm thấy đó là niết bàn. Ở trong niết bàn chẳng có mặt trời, mặt trăng, các tinh tú,
nóng lạnh, gió mưa, sanh già, bệnh chết, 25 cảnh giới hiện hữu, lìa các yêu khổ và phiền não. Niết bàn như vậy, chỗ trụ của Như Lai là thường tồn chẳng biến đổi. Vì nhân duyên ấy, Đức Như Lai đến nơi rừng cây Sa La, do nơi đại Niết bàn mà nhập Niết bàn. Phật bảo Ca Diếp, dùng chữ đại đó là nói tánh rộng khắp. Ví như có người sống lâu vô cùng gọi là đại trượng phu. Nếu người ấy trụ yên nơi chánh pháp thì gọi là bậc cao chỗ nhất trong nhân loại. Như ta có thuyết về 8 điều giác ngộ của bậc đại nhân. Một người có đủ hoặc nhiều người có đủ. Nếu một người có đủ 8 điều ấy là cao chỗi hơn hết. Nói Niết bàn nghĩa là không có những đau đớn thương tổn. Thiện nam tử, ví như người kia bị trúng tên độc chịu nhiều đau đớn khổ sở, mày gặp vị lương y, lấy mũi tên độc ra, cho uống vị thuốc hay, giúp người ấy dứt khổ được sự an vui. Sau đó vị lương y ấy lại đi đến các thành ấp xóm làng, nơi nào có người bị đau đớn thương tổn. Ông liền đến đó để điều trị cho mọi người dứt sự đau đớn khổ sở. Thiện nam tử Như Lai cũng thế. Ngài thành bậc đẳng chánh giác, làm vị đại y vương, thấy chúng sanh khổ não ở Diêm Phù Đà trong vô lượng kiếp, bị chúng tên độc là phiền não, tham dâm sân hận, si mê, chịu sự khổ não cấp thiết. Ngài vì những chúng sinh ấy diễn thuyết kinh đại thừa là vị thuốc pháp cam lộ. Trị bệnh xong rồi, Ngài lại đi đến phương khác, nơi nào có chúng sanh bị tên độc phiền não, Ngài liền thị hiện làm Phật để liệu trị cho họ, vì vậy nên gọi là Đại Bát Niết Bàn. Đại Bát Niết Bàn gọi là chỗ giải thoát, nơi nào có chúng sanh cần điều phục, Như Lai liền thị hiện ở đó. Vì nghĩa chân thật rất sâu xa như vậy, nên gọi là Đại Niết Bàn.